Cây dừa cạn là một vị thuốc được sử dụng rất là nhiều trong các phương thuốc điều trị về ung thư máu. Vậy cây thuốc này sử dụng như thế nào và thường kết hợp với những vị thuốc gì để phát huy hiệu quả của bài thuốc? Ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Cây dừa cạn là một trong số ít những cây thuốc nam có công dụng điều trị ung thư và được công nhận bởi những công trình nghiên cứu khoa học. Kể từ những năm 50 của thế kỷ trước, các nhà khoa học Mỹ và Canada đã đặc biệt quan tâm đến cây thuốc này. Từ đây, các chuyên gia đã tìm thấy hợp chất alkaloid có trong cây dừa cạn có công dụng là điều trị một số chứng bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư máu và bệnh tiểu đường. Những nghiên cứu này vẫn còn nguyên giá trị cho tới ngày nay, khi mà thế giới vẫn chưa tìm ra được phương pháp hữu hiệu để điều trị căn bệnh ung thư, thì việc sử dụng cây dừa cạn để điều trị ung thư nói chung và ung thư máu nói riêng vẫn là một trong những giải pháp tuyệt vời cho những bệnh nhân. Vậy sử dụng cây dừa cạn để điều trị ung thư như thế nào cho hiệu quả? Tác dụng của cây dừa cạn không chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi được kết hợp chuẩn xác với một số vị thuốc dân gian. Khi dùng để điều trị ung thư máu thì cây dừa cạn kết hợp với cây xạ đen và cây bồ công anh. Trong đó thì cây dừa cạn là vị thuốc chính trong bài thuốc bao gồm 3 vị để điều trị ung thư máu, bao gồm cây dừa cạn 15g, cây xạ đen 30g và lá bồ công anh 30g. Các vị thuốc đem rửa sạch rồi sắc với 1 lít rưỡi nước, sắc cạn còn là khoảng 600ml nước rồi chia làm 3 lần uống sau mỗi bữa ăn 30 phút. Để điều trị bệnh tiểu đường thì cây dừa cạn 20g đun với 1 lít nước, sắc cạn còn lại khoảng 500ml nước và chia làm 2 lần uống, uống sau bữa ăn 20 phút. Lưu ý là tuyệt đối không sử dụng cây dừa cạn cho phụ nữ đang mang thai, phụ nữ sau sinh, bởi cây thuốc này có hoạt chất không có lợi cho thai nhi và trẻ nhỏ. Để biết thêm thông tin về cây thuốc dừa cạn thì bạn có thể gọi vào số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh hoặc đến các chi nhánh của Thảo Dược Đức Thịnh trên toàn quốc để được nhân viên tư vấn ạ.